vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Em chào anh Nhân. Ừ, chào em. Anh Nhân ơi, ngày hôm nay em rất là nóng ruột, không biết là anh Nhân hướng dẫn món gì cho quý vị khán giả với lại em nữa nè. Nhưng mà em muốn nhắc anh Nhân một cái điều nho nhỏ này nha. Đó là mấy bữa nay em ăn thịt hơi bị nhiều á. Anh Nhân làm món gì đó, nếu mà là cá hay là hải sản thì tốt biết mấy. Ngán thịt rồi. Ngày hôm nay anh sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả và Minh Châu một món ăn từ hải sản. Hải sản hả? Ừ. Hay quá à, đúng là em là tín đồ của hải sản đó. Bởi vì hôm nay anh sẽ có một món hải sản nè, cung cấp rất là nhiều vitamin và canxi nữa. Dạ. Mà đặc biệt á, là cái món hải sản này nó sẽ kết hợp với cái loại dưa chua mà thường ở trong gia đình mình rất là thích ăn. Anh Nhân quảng cáo làm em nôn quá à. Chắc là quý vị khán giả cũng vậy đúng không ạ? À? Chúng ta đều muốn biết món ăn trọn hương ấm thấm vị ngon mà ngày hôm nay đầu bếp Hoàng Nhân giới thiệu là món gì? Anh Nhân bật mí đi. Hôm nay Hoàng Nhân sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả và Minh Châu nè, đó là món mực xào dưa cải. Nguyên liệu để thực hiện món ngày hôm nay gồm có mực lá 200g, dưa cải chua 200g, hành ngò, cần tây, hành tây, cà chua, ớt sừng, hành tím băm, tỏi băm, gừng băm, các gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Anh Nhân à, không biết đối với món mực xào dưa cải á, thì mình nên chọn mực như thế nào thì ngon? Chúng ta phải lựa được cái con mực nè, phải to và cái thớ thịt nó dày, không bị nát và tấn đục, như vậy là mực ngon đó. Chúng ta sẽ bỏ cái phần da bên ngoài đi, rồi sau đó chúng ta sẽ khứa cái phần caro lên mực để cho giúp cho cái món ăn khi mà chúng ta xào lên nó trông nó đẹp mắt hơn. Em hiểu rồi. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ khứa mực ở bên ngoài để giúp cho mực được thẳng nè và thấm gia vị hơn. Tiếp theo thì cái phần dưa cải á, em sẽ cắt miếng vừa ăn như thế này cho anh. Ồ. Cà chua nè, mình sẽ cắt ra làm 6 để mình xào. Hành tây sắc mũi câu đúng không? Ừ, đúng rồi. Cắt khúc hành ngò nè. Cái phần này có thể em cắt nhỏ cũng được. Còn cái phần cần tây này nè, em cắt xéo như vậy ra cho anh. Bây giờ mình sẽ qua cái giai đoạn là mình sẽ ướp gia vị. Dạ. Bây giờ em sẽ ướp mực trước. Rồi, nửa muỗng cà phê hành tím vô nè, nửa muỗng cà phê tỏi băm, nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto vào, 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1/3 muỗng cà phê muối. Dạ. Châu giúp giùm anh đảo trước cái phần này lên. Trộn đều lên ha. Ừ. Tiếp theo mình sẽ bỏ cái phần dưa cải vô. Cái phần dưa cải thì quý vị khán giả và Minh Châu lưu ý nè, là chúng ta phải kiểm tra cái độ chua trước. Có nhiều lúc khi mà người ta muối cải lâu rồi đó, thì cái độ chua nó sẽ bị nhiều hơn, độ mặn nhiều hơn, nên nó sẽ không ngon. Dạ, ồ như vậy. Còn tại sao mình phải tẩm ướp nữa? Em thấy bình thường đó, cứ hãy xào mực xong rồi cho dưa cải vô xào, đâu có nhất thiết là mình phải ướp đâu. Em ướp như vậy á, làm cho cái miếng dưa cải của em nó mới vừa ăn, cho nên anh mới nói rằng là mình phải kiểm tra cái độ chua trước, là lý do đó đó. À, em hiểu rồi. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta mua dưa cải về, quý vị nhớ chúng ta sẽ kiểm tra độ chua và tẩm ướp dưa cải trước khi xào, như vậy món ăn sẽ ngon và thấm đều gia vị hơn. Bây giờ mình sẽ ướp dưa cải với lại 1 muỗng cà phê gừng băm nè, 1 muỗng cà phê đường, cuối cùng là 1/3 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto nữa. Rồi Minh Châu đảo lên cho anh nè. Dạ. Bây giờ mình tẩm ướp dưa cải rồi nè, tẩm ướp mực rồi nè, các nguyên liệu cũng cắt xong hết trơn rồi. Có phải là mình sẽ chế biến ngay bây giờ không? Đúng rồi, bắt bếp lên cho anh. Bây giờ mình sẽ cho dầu ăn vô nè. Dạ. Mình có hành, tỏi và gừng, thì mình sẽ cho hành với lại gừng vô trước, tại vì tỏi nó dễ bị cháy lắm. Cho nên nếu mà em cho vô một lượt thì nó sẽ bị khét cái phần tỏi, mà cái những cái phần kia nó chưa có thơm thì nó không ngon đâu. Bây giờ em sẽ cho mực trước nè Châu ơi. Em phải xào lửa lớn. Đây là cái bí quyết làm cho cái món ăn của mình nó không dai. Rồi sau đó anh Nhân làm gì nữa nè? Chút ra đúng không anh Nhân? Chưa đâu. Bây giờ thường á, mình xào hải sản thì thường nó hay có mùi tanh. Đúng rồi. Ừ. Cho nên mình sẽ cho vào trong này một ít rượu trắng để khử mùi tanh. Đúng rồi. Rồi, em cho vào 1 muỗng cà phê nha. Dạ. Đảo nào. Em ngửi thấy mùi thơm rồi đó. Ừ. Bây giờ anh Nhân sẽ trút ra rồi mình xào các nguyên liệu khác rồi cho mực vô không? Ừ, đúng rồi. Vẫn sử dụng cái chảo này cho anh. Dạ. Cho vào trong này một ít dầu. Tiếp theo mình cho cái phần cải chua này vô. Dạ. Rồi, bây giờ em đảo đều nè. Em cho anh lửa nhỏ một tí xíu. Dạ. Cho vào trong này 1/3 muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto vào. Sau đó mình cho vào trong này một ít nước để nó không bị cháy em. Em sẽ cho vào trong này cái phần cà chua đó. Mình cho vô.
tây cũng vậy nè. Dạ. Mình cho cái phần cần tây này vào một lượt luôn. Vô cho cái phần mực. À, hồi nãy chỉ có dưa cải xào thôi, bây giờ có mực xào dưa cải rồi nè. Cho cái phần ớt này vô cho thêm màu sắc cái hành cắt khúc lúc nãy á, mình cho vô. Rồi. Em có thể thêm vào một ít cà chua nè. Dạ. Tiếp theo mình sẽ trang trí vào ngò nè. Dạ. Minh Châu ơi, em hãy cầm lấy nè, hãy thưởng thức và chia sẻ cảm nhận cho quý vị khán giả nha em. Em run quá. Cảm ơn anh Nhân. Quý vị khán giả thân mến, khi mà Minh Châu thưởng thức món ăn này thì đối với mực cảm thấy rất là vừa miệng. Và quý vị cũng có thể nhìn thấy rồi đó, miếng mực anh Nhân khứa ở bên ngoài nè, bây giờ miếng mực thẳng tưng luôn nè, anh Nhân thấy không? Đối với dưa cải thì khác, dưa cải thì vẫn giữ được một cái độ giòn nè. Và bởi vì đầu bếp Hoàng Nhân đã kiểm tra độ chua rất kỹ, cũng như là nêm nếm gia vị đầy đủ, cho nên miếng dưa cải thấm gia vị rất là ngon miệng và hòa quyện cùng với mực cũng như là các loại nguyên liệu khác. Chắc chắn rằng món ăn ngày hôm nay vừa dễ thực hiện mà còn vừa ngon như thế này thì những người thân của quý vị sẽ không từ chối đâu ạ. À. Tròn hơn ấm. Thấm vị ngon. Hãy thực hiện món ăn này và chia sẻ cảm nhận về cho chương trình quý vị nhé. Hộp thư của chúng tôi là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị hãy gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083 823 7557. Còn bây giờ, mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại.